Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Dâm Hà E Độc Em lột xác tàn bạo với một cái phong cách Motoshibi. Cái chiếc Dâm Hà E Độc Em là một phiên bản giới hạn đặc biệt của nguyên mẫu Dâm Hà R1 từ trước đến nay. Số chứng minh sẵn một gối trang bị như ống kèo Holin, bộ cánh carbon, ống xả tê nhùm. Tuy vậy, khi đến với một chủ nhân hiện tại thì cái chiếc E-Rock-M hôm nay trở nên đặc biệt hơn với một cái bản độ phong cách Motoshibi. Cái chú cá chê E-Rock-M hôm nay thuộc phiên bản năm 2008 về trước với những thay đổi đáng chú ý. Đó chính là cái dàn áo carbon được hóa trang phong cách nhà tài trợ Monster cho chiếc xe đua Yamaha M1 trong cái cuộc cạnh tranh khốc liệt Motoshibi. Chưa dừng ở bộ áo xịn sò, cái chiếc E-Rock-M độ hôm nay còn được nâng cấp hệ thống treo trước lợi Holin FCA cao cấp so với các bản tiêu chuẩn, trong khi hệ thống phanh trước và phanh sau được sử dụng cái loại là Brembo Nikkan E4 AX và Brembo Nikkan 2bit đối xứng. Ngoài ra còn bao gồm những thay đổi đáng chú ý như đĩa phanh trước Rakotec Acid Iron AUX bấm đầu, ốp hút gió carbon giúp làm mát phanh nhanh hơn, cái mâm của bắc Jesse nhẹ đẹp hơn so với mâm tiêu chuẩn. Và cuối cùng là những thay đổi đáng chú ý: bộ chản ba bằng nhôm CNC, công tắc tiếp rim, chỉnh thắng tiếp em, hệ thống phanh còn Distip Mark in Sherman cùng với một cái đồng hồ là E2M. Sachi 1-10-2009 lột xác đẳng cấp của một tay chơi sóc trăng. Là một trong những dòng xe không là làm anh em đâm mưa tốc độ, cái chiếc Sachi 1-10 nhập khẩu Indo lột xác rất mạnh mẽ và nhìn tay những dân chơi thích đầu kiển. Đã có rất nhiều bản độ đẳng cấp ra đời và cái chiếc xe đây một dẫn chứng rất cụ thể. Phần ghi đông được hạ xuống 2 phần làm thay đổi trọng tầm chiếc xe, giúp cơn chiếc mã đậm hơn tốc độ cao. Xung quanh cái ốc ghi nằm đơn giản nhưng giá thành của nó là khoảng hơn một củ để mới full được như chiếc ghi đông này. Hai bên là cụm công tắc Domino đang được rất nhiều anh em chơi xe này ưa chuộng. Bên phải là cụm công tắc Domino hay ga để cút gắn hành trình trên chiếc xe để mạnh hơn so với phần bản. Công tắc active kết hợp cùng với cụ chung carbon là có combo hoàn hảo nhất. Chưa hết đâu, xe còn có một khoản chi phí nữa, chính là trang bị cái cụm Brembo Costar mức giá là gần 7 củ để kiểm soát phanh trước cũng như làm đẹp cho xe, đi cùng với ống dầu trong suốt màu đỏ xung quanh và ốc kỳ năm. Ngoài ra còn có cái trợ lực Holin kẹp sườn hành trình 110mm đi cùng với 24 nấc chỉnh nặng nhẹ giúp phần đầu ổn định hơn để chiến mã đi tốc độ cao. Chân chân được hạ xuống ở dụng cho mình điền nhập Excel đem đến chiếc xe cái sự trọng lượng giảm đáng kể. Bên cạnh đó còn giúp em ấy linh hoạt nhẹ nhàng di chuyển trong nội ô thành phố. Bên cạnh sẽ dầu heo được bấm các dầu CC, mức giá liên hành đi cùng với cặp heo dầu Brembo Bliss 2bit đối xứng, mức giá khoảng hơn 10 triệu đồng một con, chưa bao gồm chi phí làm phát cho từng dòng xe khác nhau. Một cố combo hơi ồn ào chính là cổ Titan kết hợp cùng cable Levin Carbon để giúp chiếc xe trông lại sang trọng hơn, gọn gàng và bóng hơn. Phần tiêu bên trong cũng đã được người chủ minh lại để im ái hơn và giảm tới 7%, không quá lớn để làm ảnh hưởng tới người hàng xóm. Và đây chúng ta thấy được người chủ đã bỏ cái phần nhũn nhám ở giữa thân xe để xô ra được cây phục Holin bình dầu rời, một trong những thương hiệu đẳng cấp rất quý phái dành cho những dân chấm chịu chi, được sản xuất cấu tạo phù hợp cho Raider Sachi nên anh em cũng không còn lo lắng ngần ngại chi tiết nào sai kỹ thuật để giảm tuổi thọ của sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like và subscribe.